em ba mấy tuổi rồi ạ? Mẹ hôm nay á, 21 tuổi, 21 tuổi trên rồi, em mới ghi em 28 rồi. Ba mẫu nữa.
này nó cũng ở cổ ra nó này rồi. Quen à? Đúng. Mày làm cha mẹ tính tiền đi thì mẹ chồng tao về. Thật đấy. Mẹ em có 500 cho bà một chút. Mẹ chồng tôi mất mất. Tí về bảo là cháu làm cho chị thôi. Mẹ chồng tao tính tiền mẹ hiểu không? Đang luyện nghề. Làm tờ ri. Ngang rồi hai đứa ngồi dọc lên này.